Mình rất thích chuyên ngành này bởi vì nó phù hợp với mình. Nó sẽ cho mình cơ hội tìm kiếm việc làm trong tương lai. Mình tên là Lương Thị Vân, mình đang học lớp văn hóa 12C và đang học chuyên ngành du lịch. Mình rất là đam mê du lịch và ước mơ sau này của mình là trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Xin chào các bạn, mình giới thiệu với các bạn đây là phòng ở của chúng mình và chúng mình có 8 bạn ở với nhau và được lựa chọn được ở cùng nhau. Tiền phòng thì các bạn không cần phải đóng, chỉ có thể đóng tiền điện và tiền nước. Khi mà bố mẹ lên thăm thì cũng rất yên tâm về chúng mình, thì tại cơ sở vật chất và an toàn an ninh ở đây rất được đảm bảo, nên là rất mong các bạn được xuống đây học tập và rèn luyện. Đây là suất ăn của mình, nó rất đầy đủ dinh dưỡng. Đi học về mình đã có cơm ăn rồi. Xin chào tất cả các bạn, mình là chơi bóng đá. Đây là giờ thể thao của ngày học của bọn mình. Mỗi người lựa chọn một môn thể thao để rèn luyện sức khỏe. Em rất hài lòng khi học ở trường vì các thầy cô nhiệt tình quan tâm đến học sinh, thầy cô như cha mẹ của chúng em. Chế độ chính sách rất đảm bảo ạ. Em là học sinh thuộc hộ cận nghèo. Hàng tháng em được hưởng 1.630.000 đồng. Số tiền này đủ em ăn học 3 năm, bố mẹ không cần phải lo. Em còn được học thêm một số nghề như làm tóc, pha chế, trang điểm. Các nghề này không mất tiền học phí. Trong trường có nhiều sân chơi bổ ích cho bọn em như sân bóng chuyền, sân cầu lông, sân bóng đá, sân bóng rổ. Không gian nơi đây rất xanh mát, tươi đẹp. Chào các bạn đến học tập tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên.